Thưa quý vị, trưa 13 tháng 3 năm 2024, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo công an huyện Yên Phong tại tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Đình Tuấn, 40 tuổi, tức TikToker Tuấn Phò Mã, bị can Đỗ Văn Bình, 28 tuổi và bị can Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi đánh bạc. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với TikToker Tuấn Phò Mã và đồng phạm đã được tống đạt thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong phê chuẩn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 15 đến 16 tháng 1, tại quán bia trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, TikToker Tuấn Phò Mã và đồng phạm cùng nhau chơi bia, cá cược ăn thua bằng tiền. Theo nguồn tin, trong trận bia thâu đêm suốt sáng, các bị can Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã, Đỗ Văn Bình và Trần Văn Phúc cá cược mỗi ván từ 5 đến 20 triệu đồng, tổng số tiền thắng thua lên tới 1 tỷ đồng. Bị can Hoàng Đình Tuấn được biết đến là một TikToker khá nổi tiếng khi sở hữu kênh TikTok Tuấn Phò Mã 36 với hơn 300.000 người theo dõi và có tới 3,7 triệu lượt thích, nhiều video triệu view. Trong các video đăng tải của mình, TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm. Đấy nhá, hôm nay có dịp đi qua đầu cầu Hưng Hà đây, lại chính thức bị hoảng rồi anh em ạ. Hôm nay thì không biết các bác với em có lỗi gì ở đây đây. Em lại hoảng rồi đây, không biết bị lỗi gì đây mọi người ơi. Để xem nó như thế nào nào. Nhiều video của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại việc người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm cho người đi đường, hoặc khi thấy Tuấn Phò Mã xuất hiện thì nhiều tổ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm cho người dân, thậm chí đổi địa điểm tuần tra khi thấy Tuấn Phò Mã. Nhiều người đặt câu hỏi Tuấn Phò Mã là ai mà có sức ảnh hưởng như vậy. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.